Ok, mình ôn từ vựng Destination B1 Unit 36. Amazing, kinh ngạc, ấn tượng. Very good, surprising or impressive. Ok, rất là tốt, kinh ngạc hoặc là rất là ấn tượng. Her story were quite amazing. Câu chuyện của cô ấy thì khá là kinh ngạc, khá là ấn tượng. Climate, khí hậu. Climate of a country or region is the type where there is sense. Khí hậu của một cái quê hương, một cái đất nước, một khu vực là cái kiểu thời tiết mà nó có. Mexico is well known for its hot climate. Mexico thì nổi tiếng về cái khí hậu nóng của nó. Countryside, miền quê. Areas away from towns and city with farm, field and tree. Một cái khu vực, một cái khu vực mà xa khỏi cái thị xã, thành phố, với những cái nông trại, những cái cánh đồng và những cây cối. Let's get out of the city and go to the countryside. Chúng ta hãy ra khỏi thành phố và đi về miền quê. Ok, environment, môi trường, the natural world, including the land, water, air, plant, and animal. Một cái thế giới tự nhiên, thiên nhiên, bao gồm có đất, nước, không khí, cây và thú vật. Industries are cause lot of damage to the environment. Công nghiệp thì nó gây ra rất là nhiều thiệt hại đối với môi trường. Extinct, tuyệt chủng. If something such as a type animal or plant is extinct, it no longer exists. Nếu mà một cái thứ gì đó, ví dụ như một cái loài vật nè, hoặc là một cái cây xanh mà nó bị tuyệt chủng thì nó không còn tồn tại nữa. Dinosaur are extinct. Forecast, dự báo, thường liên quan đến thời tiết. To make a statement about what is likely to happen, often relating to the weather. Làm một cái báo cáo, một cái tuyên bố về những cái gì có thể xảy ra, thường liên quan đến thời tiết. Is it difficult to forecast the weather? Is it difficult to forecast the weather? Có khó để dự báo thời tiết hay không? Forecast, dự báo, việc dự báo, công tác dự báo. A statement about what is likely to happen, often relating to the weather. Have you heard the weather forecast for tomorrow? Bạn có nghe cái dự báo thời tiết vào ngày mai chưa? Freezing, đóng băng, very cold. The temperature at which water freezes and become ice, rất là lạnh. Cái nhiệt độ mà tại cái điểm đó đó thì nước sẽ đóng băng hoặc trở thành nước đá. It's absolutely freezing in here. Trời ơi, trời rất là lạnh ở đây. Global, toàn cầu. Including or affecting the whole world, bao gồm hoặc là tác động đến toàn bộ thế giới. This is the global problem. It affects very every country. Đây là cái vấn đề toàn cầu và nó ảnh hưởng đến tất cả quốc gia. Heat wave, đợt nắng nóng. A continuous period of very hot weather. Một cái giai đoạn mà tiếp tục thời tiết nóng, rất là nóng. Britain have been having a heat wave for the last 3 weeks. Anh thì vừa đang trải qua một cái đợt nắng nóng kéo dài 3 tuần. Insect, côn trùng. A small animal that have 6 legs and often has wings. Những cái con vật nhỏ mà nó có 6 chân và thường có cánh. Flies and mosquito are insects. Rồi và mũi là côn trùng. Lightning set the bright places are flat that you can see in the sky during the storm. Một cái lóe lên mà sáng của cái ánh sáng ha, là cái gì? Tia chớp đó, mà bạn có thể nhìn thấy ở trên bầu trời trong suốt cái cơn bão. The ship was struck by lightning soon after it left the port. Con tàu thì bị đánh bởi sét ngay vừa khi mà nó rời cảng. Litter, vứt rác, to drop litter. The sign said no littering. Cái bảng hiệu thì nó nói là không có được vứt rác. Litter, rác. Thing that people have dropped on the ground in a public place. Make it untidy. Những cái thứ mà người ta vứt ở trên mặt đất ở nơi công cộng làm cho nó bị mất vệ sinh, không có được ngăn nắp, gọn gàng. Pick up that litter and put it in the bin. Nhặt cái rác lên và để vào trong giỏ rác. Local, địa phương. In or related to a particular area, especially the place where you live. Trong hoặc là liên quan đến cái vùng hoặc khu vực đặc biệt là cái nơi mà bạn sống. Ask for a book in your local library. Hỏi mượn sách ở cái thư viện địa phương. Locate, định vị hoặc là đặt ở. To find out the exact place where someone or something is. Be located, đặt ở. To exist in a particular place. Hotel is located in Wolverhampton Town Center. Khách sạn được đặt ở trung tâm thị xã Wolverhampton. Mammal, động vật có vú. Ok, an animal that is born from its mother body, not from a nest, and drinks its mother milk as a baby. Cái con thú mà nó được sinh ra từ mẹ của nó,
không phải là từ trứng, và uống sữa của mẹ nó như là em bé. Humans and monkeys are mammals. Con người nè và con khỉ thì là động vật có vú. Mild, êm dịu. My weather is warm and pleasant. Khí hậu, thời tiết êm dịu thì ấm áp và rất là đẹp. Pleasant là hài hòa, đẹp. It was my winter. Nó là một cái ngày mùa đông đẹp, một cái mùa đông rất là êm dịu. Name, đặt tên. To know and say what the name of someone or something is. To give someone or something a name. Biết và gọi được cái tên của một cái gì đó hoặc một ai đó, và cho hoặc là đặt ai đó một cái gì đó một cái tên. How many world capital can you name? Bạn gọi được bao nhiêu tên của thủ đô trên thế giới? Name là tên. A word or set of words used for referring to a person or thing. Một cái từ hoặc là một bộ từ được sử dụng liên quan đến một người hoặc là một vật. What the name of this flower? Cái bông hoa này tên là gì? Okay, origins, nguồn gốc. Có nguồn gốc. The place of movement at which something begin to exist. Một cái nơi hoặc là một cái thời khắc mà tại cái thời điểm đó một cái vật hoặc một việc gì đó bắt đầu tồn tại. Meteorize. Meteorize là mấy cái cục thiên thạch đó các bạn. Meteorize may hold clue about the origins of life on earth. Những cái thiên thạch thì nó có thể giữ những cái manh mối. Clue là manh mối ha, về nguồn gốc của sự sống trên trái đất. Planet, hành tinh. A very large round object that move around the sun or around other star. Một cái vật thể rất là tròn ha, rất là bự và tròn, ok, mà nó di chuyển xung quanh mặt trời hoặc là chung quanh các vì sao khác, ok. Mars is something known as red planet, the red planet. Sao Hỏa thì nó được biết đến như là một hành tinh đỏ. Preserve, bảo tồn hoặc là gìn giữ. To take care of something in order to prevent it from being harmed or destroyed. We work hard to preserve historic buildings. Chúng tôi làm việc vất vả để bảo tồn những cái tòa nhà lịch sử này. Recycle, tái chế. To treat waste material so that they can be used again. Đối xử hoặc là sử dụng những cái vật liệu mà thừa thải bị bỏ ra để chúng có thể được tái sử dụng lại. Let's recycle those old bottles. Chúng ta hãy tái chế lại những cái chai cũ kia. Reptile, loài bò sát. A type animal such as a snake or lizard that lays eggs on whose body is covered in scales. Cái loài thú vật như là rắn hoặc thằn lằn mà chúng đẻ trứng và toàn bộ cơ thể của chúng được bao phủ bởi những cái vảy. Crocodiles are reptiles. Cá sấu là loài bò sát. Rescue, giải cứu. To save someone from a dangerous or unpleasant situation. Giải cứu một người nào đó khỏi một cái tình huống mà khó chịu hoặc là nguy hiểm. The crew of the ship were rescued just before it sank. Phi hành đoàn hoặc là thủy thủ ở trên tàu thì được giải cứu just before it sank, ngay khi mà nó bị chìm. Rescue, việc giải cứu. An act of saving someone or something from danger or from an unpleasant situation. Firefighter carry out the dangerous rescue. Những cái người lính cứu hỏa thì thực hiện những cái việc giải cứu nguy hiểm. Satellite, vệ tinh. An object that is sent into space to travel around the earth in order to receive or send information. A natural object such as moon that move around a planet. Một cái vật mà nó gửi vào trong không trung hoặc là không gian, đi chung quanh mặt đất nhằm để gửi và nhận thông tin. Một cái vật tự nhiên, ví dụ như mặt trăng, mà nó có thể di chuyển chung quanh một hành tinh khác. Ok, there are lots of satellites above the earth. Có rất là nhiều vệ tinh bên trên trái đất. Shower, mưa phùn, mưa rào. A short period when it's rained. Tonight there is 50% chance of showers. Tối nay thì có 50% là sẽ có mưa phùn. Solar system, hệ mặt trời. The sun and a group of planets that move around it. Mặt trời và cái nhóm những cái hành tinh mà nó di chuyển chung quanh nó. How many planets are there in our solar system? Có bao nhiêu cái hành tinh ở trong hệ mặt trời của chúng ta? Species, loài. A plan of animal. A plant or animal groups whose members all have similar general features able to produce young plants or animals together. Một cái cây xanh hoặc là nhóm động vật mà những cái thành viên của nó thì có cùng cái đặc điểm
và có thể sinh ra những cái cây con hoặc là những con thú con cùng với nhau. Over 120 pieces of bird has been recorded in this national park. Hơn 120 loài chim thì được ghi nhận ở công viên quốc gia này. Thunder, sấm, the cloud noise that you sometimes hear in the sky during a storm. Một cái tiếng ồn lớn mà bạn thỉnh thoảng nghe thấy ở trên trời trong suốt cơn bão. Listen to that thunder. Hãy lắng nghe cái cơn sấm kia. Nghe đi nó quánh cho điếc tai luôn. Wild, hoang dã. A wild animal or plant live or grows on its own in natural condition, not raised by human. Một cái con vật hoang dã hoặc một cái cây xanh hoang dã sống hoặc là mọc ở trong cái điều kiện tự nhiên của chính nó. It raised or not raised by human, mà không có được nuôi trồng bởi con người. Ok. This behavior is common in both domestic and wild dogs. Ok, cái hành vi này thì thường thấy ở cả các con thú, ở con chó hoang và con chó nuôi. Domestic là thuộc về bên trong, nội bộ, vậy nó là con chó mà đối với con vật á, thì mình dùng đây là vật nuôi. Ok. Wildfly, đời sống hoang dã. Animals, birds and plants that live in natural condition. A lot of local wildfly is in danger. Rất là nhiều cái cuộc sống hoang dã, đời sống hoang dã địa phương thì đang gặp nguy hiểm. Rồi xong ha. Ok các bạn.